Đây là dàn Alaska đực khủng của bên mình nha, bên trái nha. Một em hồng phấn. Đây. Ngoan lắm các bạn. Nhìn to vậy thôi chứ hiền lắm. Đang chuẩn bị thức ăn. Hạt buổi sáng. Buổi sáng chuẩn dậy là chuẩn bị thức ăn hạt cho nó ăn liền nha. Hôm nay lười à. Em thứ hai. Còn bên này là em thứ ba. Em đực đen. Đây, thức ăn hạt đây, buổi sáng cho nó ăn nhiều đây. Dính cái coi. Đó, đây là em thứ tư. Này là em thứ năm nè. Đó. Năm được khổ mà chạy.